Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi dịch bệnh bùng phát thì chúng ta thấy rằng khẩu trang y tế cùng với đó là những dung dịch rửa tay sát khuẩn chính là mặt hàng mọi người tìm mua và quan tâm nhiều nhất. Và để chung tay trao tặng miễn phí hàng vạn lít nước rửa tay sát khuẩn cho cộng đồng phòng dịch COVID-19 thì việc này đã được thực hiện bởi trường Đại học Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua. Và đáng chú ý là sản phẩm phòng dịch này do chính tập thể giảng viên và sinh viên nhà trường sản xuất, dựa trên nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường, công đoàn trường và sự đóng góp thiện nguyện của cán bộ và giảng viên. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng những ngày qua, các giảng viên, sinh viên của khoa dược trường Đại học Buôn Ma Thuột vẫn miệt mài sản xuất, pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí trong cộng đồng. Tất cả đều đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Thì đây là trong dịp nghỉ hè, nhưng mà có hoạt động của nhà trường là thì em cũng đã tham gia cùng các thầy cô chung tay pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ cho cộng đồng đẩy lùi dịch COVID. Thì bản thân em, nếu mà có sự điều động của nhà trường cùng các thầy cô đi đến các vùng xã, phường, vùng sâu, vùng xa để cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID thì em sẵn sàng đi để cùng xã hội chung tay để đẩy lùi COVID. Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra, hàng ngàn lít nước rửa tay sát khuẩn đã được nhà trường tặng miễn phí cho người dân, trường học, bệnh viện và các cơ quan ban ngành. Từ ngày 9 tháng 8, trường sẽ dành khoảng 1.000 lít để cấp phát cho các em học sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cái hoạt động phục vụ cộng đồng thì cũng được ban giám hiệu rất là quan tâm. Trường đã chỉ đạo cho khoa dược là nghiên cứu và sản xuất dung dịch rước thuốc rửa tay để cấp phát cho cộng đồng. Đợt thứ nhất đó thì chúng tôi đã sản xuất được khoảng 10.000 lít. Và đối với cái đợt thứ hai này thì từ ngày hôm qua đến nay thì chúng tôi đã sản xuất được khoảng là 800 lít. Chủ yếu là phục vụ cho 32 điểm thi tốt nghiệp phổ thông trên toàn bộ địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Đúng là nó có một chút là vất vả, tuy nhiên chúng tôi tất cả đều thấy rất là vui bởi vì mình đã có một cái đóng góp nhỏ cho cộng đồng trong việc là chung tay cùng với mọi người phòng chống dịch. Dự kiến trong thời gian tới, trường Đại học Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục sản xuất nước rửa tay sát khuẩn để dành tặng những đơn vị thuộc tuyến đầu chống dịch. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế và vật dụng bảo hộ. Toàn bộ chi phí sản xuất dựa trên nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường, công đoàn trường và sự đóng góp thiện nguyện của cán bộ giảng viên. Trong cái dịch COVID-19 này, thì để chung tay góp sức cùng với các cán bộ y tế chống dịch, thì nhiều tổ chức cá nhân ở xã hội, trong xã hội thì đã chung tay có nhiều cái hỗ trợ. Thì đây là sự hỗ trợ rất là kịp thời để giúp cho chúng tôi là an toàn hơn, cũng như là bệnh nhân an toàn hơn trong quá trình khám chữa bệnh trong cái thời dịch như thế này. Những hành động ý nghĩa dù nhỏ bé nhưng rất đáng trân quý của trường Đại học Buôn Ma Thuột đã thể hiện trách nhiệm đối với đất nước, là sự sẻ chia rất lớn đối với nhà nước, chính phủ và các bác sĩ chiến sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.